Vâng kính quý vị và sau đây là bản tin cuối, Disneyland giảm giá vé trẻ em 50 mỹ kim một ngày, cư dân 75 mỹ kim một ngày. Những ai đang chờ đợi giá vé rẻ để đến Disneyland thì đây là lúc để mua vé vì vé dành cho trẻ em và cư dân miền Nam California đang ở mức giá thấp nhất trong năm và vé vào cửa hàng năm sẽ được bán lại lần đầu tiên sau nhiều tháng. Trẻ em có thể vào Disneyland và Disney California Adventure với giá là 50 Mỹ Kim và người dân địa phương của Nam California có thể nhận được vé giảm giá ở mức là 75 Mỹ Kim trong khi vé hàng năm rẻ nhất có giá là 26 Mỹ Kim cho một tháng, theo nhật báo Orange County Register loan tin. Chương trình dành cho cư dân của Nam California cho phép người dân địa phương mua vé một công viên 3 ngày trị giá là 225 Mỹ Kim để vào Disneyland hoặc là Disney California Adventure vào các ngày trong tuần hoặc là vé của một công viên 3 ngày trị giá là 275 Mỹ Kim vào ngày cuối tuần. Khoảng thời gian có thể sử dụng vé giảm giá kéo dài đến ngày 2 tháng 6 tại Disneyland hoặc là Disney California Adventure vé ngày trong tuần áp dụng từ thứ hai cho đến thứ năm, trong khi vé cuối tuần có thể sử dụng vào thứ sáu, thứ bảy hoặc chủ nhật. Vé dành cho cư dân của Nam California vào các ngày trong tuần là giá khá hời tương đối với so với vé của Disneyland thường là đắt tiền. Với vé giảm giá cho một công viên có giá 75 mỹ kim một ngày và vé công viên giảm giá có giá là khoảng 92 mỹ kim một ngày.